Kính chào quý vị, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì tôi đang có mặt tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những xã cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua. Hôm nay thì sau khi bão đi qua khoảng hơn một tuần rồi, nhưng mà đi lên đường trên này thì cái tình trạng mà sạt lở đất xuống đường như này và chưa có phương án giải quyết thì vẫn đầy đấy, chỗ nào cũng gặp. Đến đây đang gặp một đoàn xe ô tô có 3-4 cái đang đứng lại đây, chắc là phía trước đường khó đi lắm, đang nhường đường cho xe máy đi qua trước. Tôi thì phải đi sau những xe này thôi để họ thông trước đã. Ây da, cũng là đường khó đi thật. Hình như là máy múc nó vừa mới cào ra một tí thôi, không có đường đi. Đất mới nguyên. Đúng là có cái máy múc đang làm ở đây thật. Ây da, đi một tay không biết có ổn không. Đâu. Bây giờ lại đến xem con chó này rồi. À, con này hôm cháu lên chú bảo là con này mới mua về đúng không? À đây à. Chó này đúng là chó như chó hoang ấy nhỉ. Con này đen tuyền. Đã đuổi con gì thì không bao giờ bỏ luôn. À, hào lắm à? Hào lắm. Ôi sao nhiều ấy kia. Mấy ơi. Ơi. Con kia lai mặt nhăn không tính rồi. Mấy con này chó nhà đẻ ra à? Con nào đẻ ra đấy? Con... Hay là con đen bốn mắt lần trước ấy? Đây con mẹ này. Nó không ham. Ôi dồi ôi. Mười mấy con chó này. Đây con khoang đực này. Con khoang đực là con bố là săn hay nhỉ. Ôi, con này bây giờ săn mới hay. Con đấy bây giờ săn gì chú? Con này rắn thôi. Rắn thôi à? Mà con đấy đưa vào. Cái cáo nó không ham bằng con kia. À. Con cái à, con sù nãy ham cầy cáo hơn. Con ấy ham cầy cáo chuột. À. Con này thì nó chỉ thế, con kia đuổi nó không ham. À, nó lại ham rắn bởi ham vì rắn con này là con bố nó, mình đã lên quay rồi. Con chó bố của nó bây giờ bị rắn cắn chết rồi. Con này rắn chui lỗ nó đuổi. Vâng. Đây con cái già này. Nhưng con này lâu rồi chú không cho đi săn, béo quá rồi. Chắc đang đi tơ phải không? Tại chó nó thế. Ừ. Con này nó mỡ chó. Đây mấy. Đây con của nó này hả? Đẻ ra bao nhiêu chú nuôi tất. Cả đàn nó con kia. Nhà hàng chục con chó ấy. Nhưng mà nuôi ở khu này ẩm ướt quá. Thế mà chó nó chẳng việc gì anh em ạ. Nó quen môi trường rồi. Kìa con mốc kia giống con bố nhỉ. Con mẹ bốn mắt ấy, đẻ 5 con. Kìa con mốc kia này. Lần trước chú có một con đực mốc giống y như con kia. Chú mua bác nặm nhỉ, con bố của nó. Bố nó mua bác nặm đó. Thế mà ra một đàn này toàn giống mẹ nhiều. Con mặt nhăn này là bắt ở chỗ khác về đúng không? Con mặt nhăn này là bắt ở của đứa con gái. Và nó... Đấy, con này không tính nhỉ. Con mặt nhăn này, mấy con khoang này bắt chỗ khác về. Đâu rồi, con xù chạy đâu rồi? Con xem lại. Cho xem lại con xù tí. Đây các bạn ạ. Sau khi xem mười mấy con chó thì nó alo xô quá, khó xem. Đây. Theo như chú nói là con này là nó ham chồn nhất. Con chó này thì lông nó dài, nhìn như là một con chó hoang ấy. Tai dày, lông nhiều. Một năm rồi đấy, mà chỉ bằng này. Một tuổi à? Con này là chó cái nhá. Nó đi tơ chưa chú? Chưa. Nhưng mà rắn là không chơi tí nào à? Rắn vẫn chơi. À thế à? Thấy rắn nó vẫn tìm. Nhưng mà kiểu nó đi rừng tìm rắn nó cứ thấy hơi
cầy hay cáo hay hơi sóc hay giếc là nó lại quay đi nó tìm. Nó tìm ham cái gì. Bây giờ thì cháu không test được nhưng mà chỉ nghe chú nói thôi. Cháu cứ bắt về không thích thì lại đem lên đây cho chú. Không quan trọng gì đâu à. Đây các bạn ạ, à, đây là chú Hưng. Bế nó ra ngoài thì mình buộc và... nó bạo lắm. Con này bây giờ chắc chỉ khoảng 10 cân thôi nhỉ. Ừ, thế rồi. Đây chó 1 năm rồi các bạn ạ, mới khoảng 10 cân thôi. Đây chú Hưng đây. Đi đây tìm đây. Không kém gì cái con trước chú đổi cháu luôn. Ngày xưa là tôi đã mua của chú ấy một con chó cái già rồi, bán vào trong Bình Định. Con chó đấy đuổi chồn đèn thì nó đuổi cả buổi thật. Nếu mà để nó tự đuổi, chứ còn nếu mà đuổi theo đàn gấp rút thì không thể đuổi cả buổi được. Nhưng mà nếu nó cứ tự đuổi, một lúc nó nghỉ nó lại tìm thì nó cứ cả buổi sáng nó cứ đuổi. Con này thì mắt đỏ, lưỡi đốm nhiều, mũi thì rất là ướt. Mũi to. Rồi. Chân thì không huyền đề đâu. Con chó này nó có một cái đặc điểm mà nó hơi khác. Nó hơi khác với những con chó khác là cái lông đuôi của nó nhìn như kiểu là đúng rồi. Chó này là chó như kiểu dạng xoáy ấy. Lông hơi dài dài một chút. Chó 1 tuổi nhá. Khoảng 10 cân thôi. Tai dày. Trước đây trên một kênh YouTube tôi thấy có một bạn đăng một con chó đúng hình thức nó gần giống như thế này. Nhưng mà nó khoảng 8-9 cân thôi. Nhưng mà con loại như thế này tôi thấy là nó đuổi đúng được cả buổi thật, mình được chứng kiến rồi, mình nể thật. Con này nhìn con chó thì bình thường nhưng mà nó lại săn. Con này cái đợt chú đi quay tìm rắn nhỉ, mấy thằng gạ nó còn bé, mấy thằng gạ mua ấy nhỉ. À thế à. Bé tít đã tìm rắn ác kìa. Vâng. Nhưng bây giờ thì nó lại kiểu giờ nó lại ham cày hơn. Nó gặp cày. Nó vẫn tìm rắn nhưng mà nó ham cày hơn. Nhưng mà chồn đèn bạc má thì nó cũng chưa được cắn lần nào đâu phải không? À, chuột thôi. Rồi. Bởi vì chú đây là chú chuyên đi săn rắn thôi. Chú Hưng thì tôi biết rồi. Chú quá tuổi rồi chú không theo được cái hạng là săn cày cáo nhưng mà. Cả buổi luôn. Vâng. Nhưng mà chuột vào hang là giấc nó biết bới không chú? Bới á. À. Con này nó bới hơi chuột đó, cần không dắt đi thì đừng. À nhưng mà con này đi săn nó có sủa mạnh không? Sủa chứ. À. Gặp hơi nó sủa hơi nóng rồi. Con chó này nhìn nó có hình thức nó cũng hơi lạ đấy các bạn ạ. Nó cũng không giống với tất cả những con chó khác đâu. Nhưng mà được cái lông của nó dài nhưng mà lông của nó lại thưa. Đấy. Sao được không? Ai về thao sở. À thế à. Tên nó là gì không chú? Cái gọi là tên. Nhưng mà con này được cái lông nó lại thưa này. Lông nó sờ từng cái một đây. Tôi đến đây bây giờ tôi bắt sờ được luôn. Nhìn thấy đâu nhưng mà sờ người nó rất là khô, rất là rắn. Con này mà để thế hang chuột, thế hang con gì thì kể cả không dắt nó đi, không bao giờ nó bỏ. À, rất là ham hả? Nó mới bằng được cái thôi. Vâng, vâng. Đi rừng tìm rắn nhiều lúc chú cứ phải dắt, buộc dắt nó đi. Nó đào là nó còn lâu nó mới đi. Nhưng mà nếu mà để chó săn chuột chuẩn nhá, khi mà chuột có trong hang phải đào bới hang chuẩn. Nhưng mà khi họ bắt được chuột đi rồi là không bới hang nữa, lại đi hang khác tìm. Đấy mới là con chó săn chuẩn. Con này mà bắt đi rồi nó không bới. Vâng, chứ còn nhiều con mà bắt chuột đi rồi vẫn quay lại bới cái hang đấy, nó tìm hơi cũ thì lại không chuẩn. Con này mà nó bắt đi rồi nó không bới. Đây là không đơn giản đâu. Đây là nhiều con chó nó săn nhưng mà để đúng ý không hay, nhưng mà đủ tiêu chuẩn hay không nó mới là khó. Con này thì chưa có tên. Con chó này nhìn như chó này là chó dạng sói đấy. Rất thuần. Chú chỉ cần đang bới mà con chuột ra thông hơi phát bới một lúc là nó bỏ ngay, nó lại đi tìm theo ấy. Vâng. Chú ấy nói là con này nó mà lên rừng thì anh em trong đội đi săn là rất thuần, rất quen. Thế nên là ai quen. Vâng, nên bắt được. Nhưng cháu sợ nhất là cái loại chó lên rừng rồi thả ra đi rồi là không bắt lại được, mệt lắm. Không có tên. À. Bây giờ chú Hưng báo giá công khai con chó này bao tiền nào? Đúng 3 triệu thì bán, không kém được không bán. 3 triệu. Ôi giời. Bảo hành cho đi rừng luôn. Bảo hành thì bảo hành, nhưng mà con chó như này. Thế chú bán 3 triệu rồi về cháu biết bán bao nhiêu?
cháu rắn thì cháu chưa test chưa biết, nhưng mà bây giờ nếu cháu mang về bán săn chuột săn cầy mà con chó cháu bán ra không biết có được 3 triệu hay không, mà bây giờ chú lời 3 triệu thì cháu về cháu phải bán 4 triệu thì con chó này nó lại thành đắt quá. Tình hình căng quá anh em ạ. Con chó này mình tưởng tầm khoảng 1,5 triệu, 2 triệu thì bắt, nhưng mà bây giờ chú đòi 3 triệu rồi để chịu luôn. Và để tôi đi nhà khác tìm con khác để giới thiệu cho anh em nhé. Con này giá đấy thì chịu à. Đi vào đến tít trong rừng rồi mà chưa thấy nhà đâu các bạn ạ. Họ bảo nhà trong này. Vào trong này chỉ thấy rừng núi hoang vu, có mấy cái đầm thôi. Nhưng mà có tiếng mấy con vịt kêu bên kia, khả năng là cũng còn gần đây rồi. Đường thì đây, lở hết thành bé ti thôi. Tình hình là không ổn rồi. Đường chính thì không còn. Bây giờ phải thấy họ có vết xe trèo lên bãi keo này đi. Mình thấy có đường vết xe này thôi cũng cứ đi liều vào đây ạ. Sau những đoạn đường rất là vất vả thì tôi cũng đến nhà rồi. Bây giờ thì nghe thấy có tiếng con chó nó nằm ở trên đồi sủa trên kia kìa. À đây. Nhưng mà con này là con cái thôi. Nghe nói là anh chủ nhà bán con đực cơ. Con này chắc là con già nhất. Nhìn nó cũng thấy nó cũng phải 4-5 tuổi rồi. Nhà nhiều gà trọi thế chị. Đây là chị chủ nhà hả? Anh đi đâu chị? Anh ở bên nhà kia. Bên nhà kia hả? Đây là hai nhà. Đây là nhà khác kia. Vâng vâng, để em sang bên này. Đấy được. Đâu nó là con nào? À xích à? À đây, đây là nhà bác chủ nhà ở trên trên lầu 2 à. Trên này sạc lở nặng nhờ. Đất và thết gầm sàn này kìa. Đây là nhà bác lúc này là nhìn thấy ba con chó to. Một con cái già. 2 tuổi rưỡi rồi. Đây là bác chủ nhà đây, còn chưa nhớ tên anh là gì nữa. Mích, Mích. Anh tên gì nhỉ? Tần. Anh Tần à? Mích. Thân thủ đẹp cực luôn. Ờ. Con này thì con chó cái già kia là bao nhiêu tuổi rồi anh? 5 tuổi rồi. 5 tuổi. 5 tuổi à? Nào em vừa đến cổng em đoán anh là con này phải 4-5 tuổi, đúng thật. Con này 2 tuổi rưỡi. Nhìn sơ qua bác là cũng 3 tuổi, mấy 3 tuổi. Thế trong kia còn một con tơ kia là con tơ phải không anh? Mấy 3 tuổi. Con chó Thiến này. Thiến rồi à? Con đấy có phải là con của con kia không? Ờ. Thế xong là con đấy nó đẻ ra con kia lại đẻ ra hai con bé này nữa. Mỗi con bé này thôi, còn con kia lấy về. Con kia là đàn đen là đàn khác à? Khác, lấy ở ngoài ông anh trai về. Cái bé nó nhìn to. Vâng, đây con này là con của con đen kia. Và tiền lắm cái này về quá khá là ngầm ngay mà. Yeah. Ừ, giống chó nhà Tiến đây. Ăn vào chú xích cái ngầm sánh cái. Vâng. Chú chỉ biết móc thôi. Con này nó cũng cao dài nhờ. Con này nó săn được những loại gì đấy anh? Đây kiệt được hết. Săn đa năng à? Rắn cũng chơi. Rắn á, rắn nó cắn rắn không anh? Cắn cái mũi con mẹ. À con mẹ già cái cắn à? Còn hai con này nó chỉ chủ thôi. Nhưng nhà anh ở trong rừng sâu thế này thì chó này anh thì không mang đi săn ở đâu xa đâu đúng không? Chỉ hai năm nay đi thôi. Ở nhà nó vẫn đi chung trước chứ. Nó vẫn đuổi nhốt. À. Đuổi ngày nó phải đi tìm rắn nhỉ. Vâng. Ngày nó đi suốt ngày chứ chừng. Thế em thấy anh Đạo anh giới thiệu. Em vừa vào anh Đạo nhưng mà anh ấy bận đi đám ma. Thế anh vào anh bảo chú đi vào cái đường này vào với chú Long chú dẫn đi. Mỗi ngày dạo ngày nó đi nhiều về nó đuổi đàn dê dưới nhà này. Thì cũng nói, con này là nó cắn dê phải không anh? Nó cắn đúng vâng. Rồi, đông 3 con, 4 mấy con, 5 con này đi theo nó cắn mà. Ờ. Là cái dê của nhà bố của nhà anh Long. À. À thế à. Kiểu ngày theo sau này. Nhưng mà không phải là con dê nào nó cũng cắn đâu, nó ghét cái đàn dê kia phải không? À thế à. Con này 2 tuổi rồi anh? 2 tuổi rưỡi rồi. Tầm 2 tuổi rưỡi. 3 tuổi. Con này 3 tuổi. Vâng. Con kia thì dễ sau. Nhưng mà trước đây là vẫn xích suốt đúng không anh? Không, chưa không xích được. À thế mới anh mới xích được mấy hôm? Mấy ngày nghịch mới xích nó vào chứ. À. Nhưng mà bình thường anh vẫn bắt được sao thoải mái đúng không? Thoải mái thì không. Nói chung là bây giờ là xích quen rồi nó không giật xích nữa. Không giật đâu, từ đầu chả giật bao nhiêu rồi. À và con kia nghe xích chả giật đâu. Con này cái thằng mèo rừng xa ná không anh? Không. Yeah.
được đấy, thứ chả sống quanh ngày, chả sống bữa nào rồi. À, bởi vì trong này nhà anh ở trong rừng sâu, một mình một khu này thì nó cũng... Nhưng mà bây giờ về chỗ em là nó cũng, những con chó thế này nó cũng cũng là vấn đề 50-50 thôi anh em ạ. Bởi vì nhà anh ở trong rừng sâu, bây giờ mà mình mang về chỗ thành phố, xong xích xe cộ, người qua lại đông, đi săn là... Nó cũng mất một thời gian đấy. Nhiều con nó chưa chơi cái ngay. Ít nhất khoảng một năm. Làm được. Mấy tháng thì được. Có thể là có những con này có phải đôi hai tháng có khi nó mới chơi thì sao. Cho nên ở trong này của nó có khi nào nó cứ tự đi săn thì cùng đàn nó đuổi cả đêm thật đấy. Chó của bọn em bây giờ để chơi thành thạo bao giờ phải bắt vào lồng, chở đi ví dụ xuống. Cái này cho thoải mái kẹp vào xe đi. Thoải mái kẹp vào lồng. Nó ngồi đằng trước à? Ngồi hết. Chủ mới được. À nhưng mà anh bỏ vào lồng cho đi săn bao giờ chưa? Chưa bỏ bao giờ nhưng mà bây giờ bê vào không bao giờ giấy. À thế à? Không, thế thì thế nó cũng là vấn đề đấy. Bởi vì bây giờ nhà anh nó có một đàn, nó có 3-4 con, một đàn không sao. Nhưng bây giờ tách nó một mình, nó nhập với đàn khác nó... Một thời gian. Đúng rồi, nó cũng mất. Chứ còn chó này thì thực tế là nó săn rồi. Nhưng mà con này cứ nói thẳng với anh em luôn là nó cắn dê, đúng không? Đấy. Nhưng mà lại không phải là, không phải con dê nào nó cũng cắn. À, chứ còn không phải dạ. Con đàn dê ở dưới đây nó cắn. 3 tuổi. Con này mùi tốt, mùi tốt. À thế à? Nhanh lắm. Con này thì tốc độ nhanh rồi. Nhanh. Con này nó sủa mạnh không anh? Sủa mạnh phết ấy. À, tiếng sủa to không hay bé? To phết. Cái hàng mèo nhà mà lạ đến đây cắn không? Cắn hết. Chả thà mèo nhà thì thoáng còn cắn ấy. À. Chẳng qua mèo nhà mình không cho cắn ấy. Con này chuột ham không anh? Không, chuột lại không ham. À chuột không ham à? Riêng con này chuột chứ không bao giờ đuổi. Vâng, vâng. Đuổi là mỗi con mẹ kia mới con kia. Và đúng rồi, có những con mỗi con một tính đấy. Ừ, con này không đuổi chuột đâu. Không có con chuột về giống cuộc nhà hai mẹ con kia đuổi, hai con nhỏ đuổi mà con ngày chả đuổi đâu. Em thì em mua chó săn nhiều, một năm em mua đến 100-200 con cơ. Ừ. Nhưng mà những con chó thiến thì hầu như là một năm em không mua mấy đâu. Thỉnh thoảng em mới mua một con thôi. Bởi vì chó thiến này nó chờ nó thời gian. Đúng rồi. Chó thiến này thì bởi nhiều người ta không thích ấy, người ta chích nhiều cũng chả được. Đúng rồi, bởi vì nó đã cắn quen rồi là nó cứ cắn thôi mà. Ừ, chích nhiều thì mình ở nhà cũng... Vâng. Đây là anh nhà có mấy con nó đua nhau, nó cắn dê của hàng xóm. Nhưng mà nó lại cắn mỗi cái đàn của nhà kia thôi. Ừ. Vừa đến cổng em gặp một đàn dê mà. Ừ, ngay dưới nhà đàn đấy thôi. Chứ còn đàn khác thì đàn nó lại... ngoài kia vào khao hù. Đấy thôi. Ừ. Con chó này thì bắt nhà Đức phải không anh? Đâu, nhà Tiến, nhà em Tiến. À. Đúng chỗ nhà Tiến. Vâng, và vâng. À nhà Tiến. Ừ. Con này cũng... bây giờ còn dễ, con này thì cao dài, nhanh rồi. Chân không huyền đề, người rất thon thả. Con này tầm tóc chắc khoảng 15 cân. Tầm đoán. Chó này chó là trước anh thả tự do đấy, mới xích khoảng tuần nay thôi. 3 4 được cân. Xích lúc nào được lúc đấy. Ờ thế cũng được. Cân không? Nó cứ xích lúc nào được đấy, không bao giờ nó giật xích luôn. Vâng, vâng. Thế nó còn dễ. Đánh vô rồi nằm lúc. Con này nó tên là gì đây anh? Con Mic. Mic à? Mic. Mic à? Ừ. Mic à, không phải là Mic mà là Mic cơ. Mic. Thì để bọn em biết thì em về em còn này. Đường đi vào đây khó quá, hôm nay đi. Đường nó vừa lở. Nó má con này là đẹp. Ờ hình thức là đẹp. Rồi, bây giờ để đàm phán với anh xem thế nào đã. Thì quyết định là lấy con thiến này anh em ạ. Hai anh chị cho vào lồng hộ. Để buộc cái cửa. Về nhà anh thích thế nào luôn. À, cái gì nhỉ? Mic à không phải. Mic. Không phải buộc không ấy? Đấy. Khó chứ để em buộc qua cái cửa. Thôi là giờ về đã nhanh nhanh. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đúng 5 rưỡi rồi. Về đến nhà 7 giờ tối đấy. Đường nó khó đi mà. Và đang ngày đi du mà đi thấy lâu. Dạ rồi. Thôi xin chào anh em nhá. Bây giờ tôi về đã. Về anh chị nó cứ dặn dò nó cẩn thận nhá. Về làm việc tốt thì em mà được. Vâng. Lúc nào lại về chơi nhá. Vâng.